Xin chào các bạn. Thì trước mặt mình đây đây là cái hộp máy của chiếc Asus ROG Phone 3, cùng với đó là những cái bộ phụ kiện phục vụ chơi game trên cái chiếc máy này. Thì ROG Phone 3 là một cái chiếc máy gaming phone rất là đặc biệt hiện nay, khi mà nó hỗ trợ cho chúng ta những cái bộ phụ kiện để chúng ta có thể chơi được nhiều tựa game hơn, cũng như là hỗ trợ cho chúng ta nhiều tình huống sử dụng hơn là việc chỉ cầm một chiếc máy bằng hai tay và chạm cảm ứng những màn hình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái hộp máy. Đây, cái hộp tam giác ở đây. Thì bây giờ mình sẽ dẹp cái này qua một bên để có chỗ để mở cho các bạn xem. Thì nó sẽ mở theo cái kiểu trượt ra như thế này. Đó. Và khi chúng ta trượt ra thì các bạn sẽ thấy cái chiếc máy ROG Phone 3 ở phía dưới đây, còn trong siêu. Rồi thì cái hộp riêng này á, là sẽ đựng toàn bộ cái phụ kiện cơ bản của một chiếc điện thoại, như là cáp sạc, sạc và ốp lưng. Cùng với đó là cái tản nhiệt dành riêng cho chiếc ROG Phone 3 này. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cái tản nhiệt này ra cho các bạn xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây các bạn, đây là một cái quạt tản nhiệt riêng dành cho ROG Phone. Đó, chúng ta có thể mở nó lên và gắn cái chiếc ROG Phone thông qua cái cổng USB-C đôi ở phía dưới này. Và đồng thời ở phía dưới chúng ta sẽ có thêm một cái cổng USB-C để mà các bạn sạc. Và bên cạnh đó là cái jack tai nghe 3.5 cho cái chiếc máy này. Thì sở dĩ cái chiếc máy ROG Phone không có jack tai nghe 3.5, cho nên đây là một cái phụ kiện bổ trợ khá là tốt. Thì mình sẽ thử mở và gắn cho các bạn xem. Thì máy ROG Phone đó, các bạn bên phía bên tay trái các bạn sẽ thấy một cái miếng silicone, thì nó sẽ che lại hai cổng USB-C trong đó. Nó hơi khó mở chút xíu, cũng như là khi mở ra thì các bạn nhớ giữ kỹ không để mất. Và bây giờ mình sẽ gắn cái quạt này thông qua cái ngàm ở phía dưới, cần gắn nó vô. Vậy là xong. Và khi mà gắn rồi thì đồng thời là sẽ sáng cái đèn lên, cái logo ở đây. Và cái quạt nó sẽ quay, các bạn để vào tai nghe thì nó sẽ có tiếng quạt. Thì nó sẽ giúp cho cái việc tản nhiệt được cái mặt lưng khi mà chúng ta chơi game trong một thời gian dài, rất là hay. Cùng với đó là chúng ta có thể sử dụng thêm cái jack tai nghe 3.5 nữa. Ở phía trước là cái chữ Republic of Gamer sáng lên theo cái dải RGB rất là đẹp. Rồi đây là cái hộp phụ kiện tiếp theo, cũng là một trong những phụ kiện mình thích nhất. Đó chính là cái TwinView Dock 3. Thì nó sẽ giúp cho cái chiếc máy ROG Phone 3 có thêm một cái màn hình thứ hai. Đó, đó là một cái dock thôi, mình sẽ mở ra. Đóng vào một cái hộp rất là tử tế. Có một cái phần màn hình phía trước. Cùng với đó là chúng ta sẽ gắn cái ROG Phone 3 của chúng ta qua cái ngàm ở phía dưới này. Ở phía trên này nó sẽ có một cái lẫy. Thì các bạn sẽ nhớ đẩy cái lẫy này lên trước. Và sau đó hẳn gắn cái ROG Phone về phía bên dưới. TwinView này được nâng cấp bởi cái TwinView thế hệ thứ 2. Khi mà các bạn cầm lên nó sẽ mỏng hơn đáng kể. Cùng với lại nó không có những cái phím vai. Cùng với độ phân giải của cái chiếc máy ROG Phone luôn là 2340x1080, độ phân giải Full HD cộng. Cho nên là cái màn hình hiển thị thứ hai này khi mà các bạn chơi game thì nó sẽ không có gây giảm cái chất lượng hiển thị so với lại bạn nhìn trên cái chiếc máy ROG Phone 3. Khi mà các bạn gắn như vậy thì nó cũng sẽ có một cái cổng USB-C ở phía sau để các bạn cắm cấp nguồn cho cái TwinView này. Cùng với đó ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái jack để mà các bạn kết nối với tai nghe. Chúng ta sẽ thấy có một cái nút nguồn ở đây. Và các bạn chỉ cần bấm nó lên thì ngay lập tức cái ROG Phone nó sẽ chuyển sang màn hình thứ hai. Ví dụ như trong nhiều trường hợp các bạn vừa chơi game, các bạn có thể làm việc khác, có thể xem YouTube hoặc là gọi điện thoại cho ai đó. Cũng như nếu mà các bạn chơi những cái tựa game mà nó hỗ trợ hai màn hình, ví dụ như Asphalt 9 chẳng hạn, thì các bạn sẽ xem cái map ở phía dưới hoặc là phía trên, cùng với đó là cái màn hình còn lại để các bạn đua. Đó, rất là tiện lợi. Bên cạnh phím nguồn cũng là cái phím tăng giảm âm lượng, thì các bạn sẽ tinh chỉnh bấm nút cứng trên đây. Phía đây nó có hai cái phần cao su nữa, khi mà các bạn gặp lại thì nó cũng sẽ không có làm ảnh hưởng cái máy ở phía dưới. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta gặp lại thì cái máy phía dưới nó cũng chưa tắt nguồn, nó không có phần cảm biến nữa, hiểu cái điều đó, nhưng mà không sao. Phía sau đây chúng ta sẽ có thêm một cái phím gạt nữa, khi mà các bạn không cần màn hình thứ hai, chỉ cần gạt qua một bên. Khi muốn sử dụng tiếp thì gạt qua. Đó, bạn thấy ở đây, đây là cái giao diện App Drawer, còn đây là cái giao diện của cái menu bên ngoài. Thì đây là cái ROG Clip. Thì nó là gì? Khi mà các bạn rút nó ra, chúng ta sẽ thấy đây là phần giữa cái ROG Phone với lại cái controller tương ứng khi mà các bạn chơi kèm với controller bên ngoài. Thì Asus họ rất là chu đáo khi mà họ phân ra ba cái đi kèm theo hộp. Một cái là PS4, một cái là Stadia của Google, một cái là Xbox của Microsoft. Đó. Rồi thì theo mình nghĩ cái PS4 sẽ là cái lựa chọn phổ biến nhất để mà chúng ta gắn lên. Đó, chúng ta sẽ gắn cái ROG Phone lên cái ngàm này. Và sau đó phía dưới này các bạn sẽ gắn cái tay cầm PS4.
thì nó sẽ có hai cái phần ngàn bạn thấy đây nè, và chúng ta sẽ vặn tay theo cái chiều kim đồng hồ để mà các bạn có thể ghim chặt lại giữa cái OG phone cầm như thế này đây. Khi mà chơi game, các bạn có sẵn những cái tay cầm chơi game của bên thứ ba như này á thì nó sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta chơi thêm những cái tựa game có hỗ trợ controller chẳng hạn. Thì bạn gắn cái máy này lên thì nó sẽ hỗ trợ chơi như là cho cái trải nghiệm giống như điện tử console vậy. Tương tự như vậy với lại những cái tay cầm Stadia hay là của Xbox. Rồi, nếu như bạn không có những cái tay cầm controller khác thì đây là cái bộ phụ kiện controller dành riêng cho cái chiếc máy LG Phone 3 này. Thì nó bao gồm một cái controller và nó có thể tách ra để làm cái gamepad cho cái chiếc máy này gắn ở hai bên. Bên trong nó sẽ có rất là nhiều hộp. Rồi thì nó sẽ có đầy đủ những cái phím bấm nè, phím di chuyển cũng như là hai cái joystick trên đây. Cùng với đó là những cái phím LR. Khi mà các bạn muốn cho nó có một cái cảm giác cầm nắm được trọn vẹn nhất như một cái tay controller thì các bạn sẽ gắn thêm cái ngàm này cầm nó thoải mái hơn. Rồi khi chúng ta mở phía dưới nó sẽ có những cái hộp lẻ nữa. Những cái hộp này á, khi mà các bạn muốn cho cái chiếc LG Phone này biến thành một cái gamepad thì nó sẽ có những cái ốp riêng. Thì khi các bạn gắn cái ốp này ra cái LG Phone thì các bạn có thể tách cái này ra để mà có thể gắn nó thành một cái gamepad. Đây là một cái hộp đựng sợi dây cáp nè, USB-A ra USB-C, bọc dù rất là dày. Rồi các bạn chỉ cần đưa nó vào cái khớp thôi và gắn nó ngay cái tập là xong. Rồi, xin giới thiệu với các bạn đây là bộ chơi game đặc biệt nhất cũng như là đắt tiền nhất trong những cái bộ hồi nãy mình giới thiệu. Thì nó có tên là Mobile Desktop Dock. Nó sẽ biến cái LG Phone của các bạn như một chiếc máy tính để mà các bạn chơi game trên đó. Rồi chúng ta sẽ có một cái dock như thế này và chúng ta cũng sẽ cắm kết nối qua cái cổng USB-C đôi ở phía dưới này. Và các bạn sẽ để ý là có cái cục nhô ra bằng cao su thì nó sẽ giúp đỡ làm chạy cái máy. Và ở phía sau chúng ta cũng sẽ có một cái cổng USB-C để các bạn có thể cấp nguồn cho cái dock này. Có đầy đủ các cổng hiện nay như là 4 cổng USB-A nè, một cái cổng LAN Internet nè, một cái cổng display port, một cái cổng HDMI. Còn đó là hai cái jack, một cái jack cho tai nghe cũng như một cái jack cho micro. Ví dụ như có thể hát karaoke chẳng hạn. Ở phía bên tay trái chúng ta cũng sẽ có thêm một cái cổng display port khác. Cùng với đó là cái cổng micro USB và thêm một cái khe thẻ SD. Rồi thì tác dụng là gì? Khi mà các bạn gắn cái chiếc LG Phone 3 này lên một cái dock như thế này á thì chúng ta không có còn sử dụng cảm ứng đơn thuần như thế này nữa, mà chúng ta sẽ cắm chuột hay là cắm bàn phím ở những cái cổng USB-A phía sau. Thì cùng với đó là chúng ta sẽ nối cái HDMI hoặc là cái display port ra cái màn hình ngoài để mà các bạn có thể chơi game và trải nghiệm nhìn thẳng trực tiếp lên cái phần màn hình đó mà không cần phải nhìn vô cái LG Phone này làm gì. Còn chuột và bàn phím sẽ đi kèm rồi, nó như một chiếc CPU để mà các bạn có thể chơi game vậy. Và cái phần ngoại hình của cái chiếc dock này thì một cái phần nhựa nguyên khối rất là nặng, có nhiều thành phần bên trong. Và ở phía trước chúng ta sẽ có một cái nút để chuyển đổi giữa chế độ PC cũng như chế độ mobile trên đây. Ở phía trên cái phần mà tựa cái LG Phone á thì nó sẽ có những cái khe, thì mình nghĩ là nó sẽ tản nhiệt, giúp cái chiếc máy tản nhiệt tốt hơn mà không bị cháy cái phần mặt lưng gây nóng máy. Đó, cũng như là Asus họ thiết kế theo những cái đường nét rất là hầm hố được mặt cắt ở đây để mà khi mà chúng ta cắt nguồn cho cái dock này thì nó sẽ có những cái dải RGB rất là đẹp. Thì chúng ta nếu mà để trên bàn cũng là một cái vật trang trí gì đó rất là hay. Rồi thì khi mà chúng ta cắm cái LG Phone trên đây cùng với cắp nguồn qua cổng USB-C phía sau này, các bạn có thể sử dụng những cái cổng USB-C ra power delivery cũng được, mà cắp nguồn thì nó đồng thời sẽ sạc cho cái chiếc LG Phone của các bạn luôn. Cho nên là theo nguyên lý là khi mà các bạn chơi game trong một thời gian dài thì chiếc máy này nó sẽ không có hiện tượng bị hết pin hay gì cả. Rồi những cái phụ kiện cuối cùng mà bên Asus có gửi cho mình là những cái ốp lưng rất là đẹp thôi. Đây như là màu neon này cũng như cái lining đó. Thì nó đơn giản thôi, nó không như những cái ốp lưng khác ngoài thị trường khi mà nó hầu như là bao phủ hết. Thì cái thiết kế của LG là nó sẽ để lộ ra những cái đường nét cũng như là những cái phần e-trigger, như là những cái phần đèn khi mà các bạn gắn chiếc máy vô. Nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính bảo vệ ở các góc cạnh. Mình sẽ mở cái này ra nha, tại vì mình nhìn cái này mình thích quá. Rồi, sẽ gắn vô cái LG của mình. Đây, rất là đặc trưng. Nó vẫn chừa chỗ cho chúng ta sử dụng e-trigger nè. Ở phía sau là mặt lưới. Và nếu mà có đèn khi mà chơi game ở chế độ đèn á, thì nó vẫn sẽ thông qua những cái lỗ li ti này. Rất là đẹp. Đó, như các bạn thấy nè. Các bạn nghiêng nghiêng một chút xíu sẽ thấy cái phần phản ánh sáng. Nhìn rất là đẹp. Như là có thể mang tính bảo vệ ở những cái phần góc như này đây. Phía dưới vẫn chừa cho cái lỗ để cắm USB-C và cái mic. Thì đó là những cái bộ phụ kiện chơi game dành cho cái chiếc
LG Phone 3 này mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Thì nếu như các bạn sở hữu hết thì quá tuyệt vời đi. Còn nếu như các bạn đang chơi game gì hoặc là có những cái thói quen chơi game với controller như thế nào thì các bạn sẽ chọn mua cái sản phẩm riêng biệt đó mà Asus đang bán riêng, cũng như là đặc biệt nhất vẫn là cái Mobile Desktop Dock có thể biến cái chiếc LG Phone 3 của các bạn như là chơi game PC vậy. Rồi, xin cảm ơn các bạn.